Giác quan thứ 6 hay còn gọi là linh tính, trực giác, giúp cho chúng ta nhìn thấy những thứ mà 5 giác quan còn lại không thấy được, như linh cảm, cảm nhận, tưởng tượng. Bộ phim The Sixth Sense, nghe cái tên cũng biết nó nói về giác quan thứ 6. Nói về cuộc sống của một cậu bé Colin với khả năng nhìn thấy người chết, lớn lên gặp được một thần chết rồi nhận được sức mạnh, cầm thanh đao thái thịt khuấy đảo thế giới linh hồn. Đấy là Bleach. Còn thằng bé này thì khó khăn hơn nhiều. Đây là nhân vật phụ, năng lực cũng là thứ phụ. Còn anh giai Malcolm giúp thằng bé này mới là nhân vật chính. Tôi sẽ gọi là bác sĩ. Và thứ nâng phim lên một tầm mới đó chính là plot twist của phim. Câu chuyện bắt đầu trong một buổi tối lãng mạn của bác sĩ cùng vợ, ngắm nhìn khung khen thưởng to bằng cái ghế sofa, thành tựu đạt được sau những ngày làm việc quên vợ có được. Bác sĩ này chuyên ngành giúp đỡ tâm lý trẻ em, tầm cỡ giỏi nhất Philadelphia. Cả hai dần chuyển qua giai đoạn 2 của buổi tối lãng mạn, nhưng bị phá vỡ giống cửa kính tầng ngủ lầu 2. Điện thoại rồi cặp tài liệu nằm lăn lóc trên sàn, một bóng người vụt qua trong nhà vệ sinh. Đấy là một tên gầy gò run rẩy như thiếu thuốc. Anh có quyền im lặng và từ chối trả lời. Bất cứ điều gì anh nói cũng có thể được dùng để chống lại anh trước tòa. Nhưng ánh mắt tên nghiện này ai oán như bị bác sĩ chơi rồi bỏ. Hắn tự nhận từng được bác sĩ chữa bệnh, cơ mà nhìn là biết không khỏi. Hắn thì lặp đi lặp lại bác sĩ đã không thực hiện lời hứa chục năm trước. Cơ mà ông thì chẳng nhớ nổi bữa trưa ăn gì. Tên nghiện nghe thế dứt khoát lấy súng bắn luôn rồi tự sát. Bà vợ sợ hãi chạy đến bên chồng và màn hình tối đi, chẳng cho ai biết thêm điều gì. Chỉ biết là tại một khu phố nhỏ, bác sĩ lại ngồi với một cặp tài liệu, lén quan sát một cậu bé ở nhà đối diện. Đấy chính là Cole, bệnh nhân lần này. Cậu bé mở cửa đi ra ngoài, đeo lên một cái kính to bằng nửa khuôn mặt, rồi cực kỳ vội vàng chạy thật nhanh trên đường. Bác sĩ cũng cố gắng đi theo mà không để bị phát hiện. Địa chỉ Cole đến hóa ra là một nhà thờ. Bác sĩ bước vào bên trong để bắt chuyện với cậu. Ban đầu thì Cole khá là sợ hãi, nhưng dù sao thì bác sĩ cũng có thâm niên trong việc giả vờ thân thiện. Thế là làm quen được với Cole. Bác sĩ hỏi những điều mà cậu nói với những tên lính chỉ, và cậu bé đáp lại bằng một tràng tiếng Latin. Cùng lúc đó vô tình lộ vết thương trên tay, Cole dần mạnh dạn hỏi thăm lại. Thì bác sĩ khoe từng nhận bằng khen của thị trưởng, nghe có vẻ uy tín phết. Cole hết muốn nói chuyện thì xách ba lô đi về, tiện tay bốc luôn một bức tượng nhỏ của Giê-xu vào túi. Bác sĩ sau đó cũng về nhà, nhưng không khí căn nhà thì lạnh lẽo, bữa ăn cũng chỉ được chuẩn bị một phần. Người vợ thì bỏ đi ngủ sớm, trông có vẻ gia đình đang gặp nhiều căng thẳng. Bác sĩ đành xuống hầm để tiếp tục làm việc. Sáng ngày hôm sau, tại nhà của Cole, bà mẹ vừa tháo chiếc cà vạt của cậu con trai nhỏ đem đi giặt. Ở bên ngoài, tất cả cửa tủ nhà bếp đều đã bị mở toang, trong khi Cole thì vẫn đang tay đặt trên bàn và không đi đâu cả. Bà mẹ thiếu chút nữa thì gọi cho Xavier, nhất là sau khi thấy vết mồ hôi bàn tay con trai hẳn trên bàn. Cole sau đó đi học cùng bạn, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng thực ra chỉ giả vờ cho bà mẹ thấy. Cơ mà thằng nhóc này thì không phải dạng bắt nạt, thế nên tôi cũng không hiểu tại sao Cole lại cực kỳ ngại bước chân vào trường. Lúc về nhà thì bác sĩ cùng mẹ cậu đang ngồi im lặng với nhau. Mẹ cậu bước đến hỏi han con trai, cố gắng tương tác bằng cách kể những câu chuyện của mình. Cole thì kể ra một ngày hoàn hảo như được uống Milo buổi sáng. Lúc sau thì cậu bé mới bước đến chỗ bác sĩ, nhưng mà từ chối ngồi xuống nói chuyện. Thế là ông mới nghĩ ra một cách, nếu mà ông nói đúng thì cậu bước tiếp cho đến khi ngồi xuống, còn nói sai thì lùi lại cho đến khi ra cửa. Thế là bác sĩ bắt đầu sử dụng thủ thuật của dân thầy bói, nói mấy câu tâm lý chung chung để vào đề, kiểu cháu không tin chú giúp được, cháu có những bí mật không thể nói ra, khiến Cole bước lên mấy bước trong sự ngỡ ngàng. Nhưng mà đến những điều khác thì cậu bé lùi liên tục. Cơ mà bác sĩ cũng không cần phải đúng, quan trọng là cậu bé chịu nói chuyện và chia sẻ thông tin, mặc dù Cole vẫn nghĩ ông chẳng giúp được gì cả. Sau cuộc trò chuyện, bác sĩ đến gặp vợ. Ông xin lỗi vì đã quên đến bữa ăn kỷ niệm ngày cưới, rồi kể chuyện về Cole, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ. Hóa đơn cũng lập tức giành trả, rồi bỏ về ngang không hề quan tâm về cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Bác sĩ vẫn đến sớm đi học cùng Cole. Ông được cậu bé kể về người bạn giả vờ và giải thích lý do giấu mẹ là vì không muốn người thân nhất thấy mình lập dị. Cả hai dần dần thân thiết với nhau hơn, đến mức Cole dần nói về người bố đã bỏ đi theo gái và những cảm xúc khó chịu bên trong cậu khi bị mọi người xa lánh. Bác sĩ cùng dành toàn bộ thời gian dưới hầm nghiên cứu tâm lý Cole. Bỗng dưng ông nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi giọng nói một người đàn ông vang lên, tán tỉnh và hẹn vợ bác sĩ đi chơi. Như Chen nóng tính gần đây thì chắc chắn sắp có án mạng xảy ra, nhưng bác sĩ lại chỉ ngậm ngùi chịu đựng. Cơ mà bà vợ này cũng máu, người tình về hẳn nhà tán tỉnh thế này thì NTR quá. Lúc này thì Cole cũng gặp vấn đề. Cậu bé trong một tiết học lịch sử thì ông thầy hỏi về quá khứ của trường học này. Thế thì còn ai biết rõ hơn Cole khi mà cậu có thể nghe và thấy bọn ma loanh quanh trường. Nhưng mà cái cậu miêu tả là pháp trường, còn cái mà lịch sử ghi nhận lại thì lại mỹ miều hóa bằng từ tòa án. Thế là ông thầy nhìn cậu với ánh mắt kẻ lập dị, khiến cho Cole bắt đầu nổi điên, gào lên chế giễu ông thầy giáo bằng biệt danh hồi nhỏ. Chẳng rõ là do con ma nào xì đều, dù sao thì cũng được một vé lên phòng hiệu trưởng. Nhưng mà người ở cùng cậu lại là bác sĩ, Cole thì không muốn nói chuyện. Thế là bác sĩ diễn một trò ảo thuật với đồng xu, dở như là chi húc, nhưng khiến cậu bé đỡ căng thẳng hơn. Bác sĩ hết ngày lại về nhà, đối diện với cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lần này anh thấy video ngày cưới đang được mở trên TV. Bác sĩ ngồi xuống và cười kiểu hạnh phúc với quá khứ. Anh đi lên phòng ngủ, nhìn thấy vợ đang tắm qua gương và tình cờ phát hiện lọ thuốc chống trầm cảm. Anh liền chán nản và chuẩn bị đi xuống làm việc, nhưng cửa hầm đã bị khóa. Ngày hôm sau, Cole đến một bữa tiệc sinh nhật. Cậu bé làm lại trò ảo thuật với đồng xu của bác sĩ, nhưng bảo rồi,
Không ai muốn xem She-Hulk cả. Bạn lỡ xem thì lại bị người khác khinh bỉ thôi. Khâu không ai chơi đành trốn một góc, ngó theo quả bóng đang bay lên trên tầng 3. Do dự một lúc thì liền đi theo. Được nửa đường thì có một giọng nói đầy thù hận vang lên từ một cái hầm, khiến Khâu sợ chết sững. Hai đứa bạn thấy thế nổi máu bắt nạt, nhốt cậu vào bên trong hầm. Mẹ linh cảm điều chẳng lành, liền đi tìm con trai. Thế mới cứu được Khâu gào thét đến ngất bên trong. Khi đem cậu bé tới bệnh viện, nhân viên y tế thấy vết thương và nghi ngờ cậu bé đã bị mẹ bạo hành. Điều đó khiến bà mẹ cực kỳ tức giận, vì bà đã rất cố gắng quan tâm và chia sẻ với con nhưng lại bị nghi ngờ là kẻ bạo hành. Bác sĩ lúc sau đi vào giường bệnh cùng Khâu, bắt đầu tiết mục kể chuyện trước giờ đi ngủ. Sự quan tâm này đã chạm đến tâm hồn của cậu bé. Khâu cũng bắt đầu hỏi lại bác sĩ. Thế là anh quyết định kể cho cậu bé về hôn nhân của mình. Và điều này cũng khiến Khâu lộ ra bí mật của mình, chính là cái mà tôi nói từ đầu. Đấy là cậu bé thấy được ma, chúng đi lại như bình thường, không biết mình đã chết và chỉ nhìn thấy điều mà chúng muốn. Cơ mà bác sĩ thì nghĩ thằng bé bị tâm thần, nhẹ hơn thì là chơi đớ. Khâu sau đấy được mẹ đưa về nhà. Nửa đêm cậu tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Thế là sau một lúc đấu tranh tinh thần, Khâu cố hết sức chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh. Bỗng dưng nhiệt độ phòng tụt nhanh hơn cả cậu tụt quần. Một bóng người vụt qua sau lưng Khâu, cậu hơi sợ hãi mà đi theo cái bóng. Hy vọng chỉ là mẹ đang ra bếp uống nước, nhưng đấy lại là linh hồn thích mở cửa tủ trong bếp. Chắc mụ này làm ra cái vụ mở tủ ở đoạn đầu phim. Thế nên cậu bé căng thẳng, để cả vệt mồ hôi tay trên bàn. Khâu sợ hãi chạy thẳng về phía cái lều tự làm. Bên trong xếp đầu những bức tượng của Chúa Giêsu, đáng nhẽ ra phải treo ảnh của Trần Đức Bo chứ lại, nghe nói là mèo đuổi ta mà. Khâu và bác sĩ ngày càng thân nhau hơn, khi mà cậu bé đã nói ra được bí mật lớn nhất. Tuy nhiên mối quan hệ giữa cậu và mẹ thì ngày càng tệ đi. Bà mẹ cố gắng hết sức đem đến niềm vui cho con trai, nhưng mà Khâu thì giấu giếm, làm cô phát bực và đuổi Khâu lên phòng. Cậu vừa mò lên thấy chú chó cụp đít chạy ra, bởi vì có một bóng ma mò đến. Hắn rủ Khâu vào xem sống. Khâu sợ quá liền đến đòi ngủ với mẹ. Thế là cả hai ôm nhau khóc. Sáng hôm sau, tại tiệm đồ của vợ bác sĩ, cô cùng gã người tình bắt đầu chim chuột và chân tay bắt đầu đi xa. Bác sĩ tức quá, ném vỡ cửa sổ cửa hàng rồi bỏ đi. Anh quyết định từ bỏ vụ Khâu để cứu vãn hôn nhân, mặc cho cậu bé khóc lóc nài nỉ. Nói là bỏ, nhưng bác sĩ vẫn không mặc kệ hoàn toàn. Anh nhớ đến tên đột nhập vào nhà tắm bắn anh, và cảm giác vụ này giống với trường hợp của Khâu. Thế nên tìm lại buổi phỏng vấn với tên đó từ ngày xưa. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, anh mới nghe thấy giọng nói tiếng Latin kỳ lạ xen lẫn trong đó. Lúc này bác sĩ mới hoàn toàn tin tưởng Khâu và lập tức tìm đến cậu bé. Bác sĩ bây giờ mới thực sự bắt đầu giúp được Khâu. Ông đưa ra đề nghị cậu bé đối mặt với nỗi sợ, tìm hiểu xem những hồn ma muốn điều gì, và Khâu nhận ra chúng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Bác sĩ đề nghị cậu bắt đầu lắng nghe và thực hiện nó. Sau cuộc trò chuyện, bác sĩ về nhà bắt gặp tên tình nhân vừa lúc đi ra. Anh gọi với theo nhưng hắn không hề phản ứng. Cuộc hôn nhân có vẻ không thể cứu vãn nổi. Đêm hôm đó, Khâu lại gặp một hồn ma mới, là một cô bé hốc hác nôn thốc nôn tháo. Khâu theo bản năng sợ hãi mà chạy đi, trốn trong một chỗ cho bình tĩnh lại. Một lúc sau mới lò dò quay lại, bắt đầu hỏi chuyện con ma. Sáng hôm sau, cậu đi cùng bác sĩ lên xe buýt ra ngoại thành, đến dự đám tang của con ma hôm qua. Khâu dẫn bác sĩ lên tầng 2, rồi một mình bước vào phòng cô bé, lấy một con rối nhỏ. Xong cô bé xuất hiện dưới gầm giường, đẩy cho cậu một chiếc hộp. Khâu đưa nó cho bố cô bé. Bên trong là một băng video quay lại cảnh cô bé chơi múa rối, và tình cờ quay lại được cả cảnh mẹ kế bỏ thuốc khiến cô bị ốm đến chết. Con rối nhỏ thì được Khâu đưa tận tay cho đứa em gái. Nhưng con ma tìm đến cậu hóa ra là để nhờ thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Nhận ra được điều đó, Khâu trở nên tự tin hơn, hòa nhập được với bạn bè ở trường. Thế cũng có nghĩa là đã đến lúc cậu chia tay bác sĩ. Khâu bất chợt nói với ông rằng hãy nói chuyện với vợ lúc ngủ. Ơ, để vợ không cãi à? Bác sĩ cũng để lại cho cậu lời khuyên rằng hãy nói chuyện với mẹ. Và rồi cả hai mỗi người một ngả. Khâu sau đó thực sự làm theo điều bác sĩ nói và thuyết phục mẹ bằng những điều mà cậu được linh hồn bà ngoại kể cho. Thế là hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Bác sĩ thì lại về nhà. Lần này vợ anh xem video đám cưới đến ngủ quên. Nếu mà lưu luyến gia đình thế thì tại sao lại ngoại tình? Nhân lúc cô ngủ, bác sĩ thực sự nói chuyện và cô thực sự trả lời anh như đang thức. Cho đến khi vợ thốt lên sao anh lại bỏ lại em, bác sĩ vẫn chưa hiểu mô tê làm sao. Nhưng khi chiếc nhẫn cưới của anh rơi ra từ tay vợ, đầu bác sĩ nổ cái đùng và nhớ lại điều mà Khâu đã nói về những hồn ma. Họ không biết mình đã chết. Hóa ra anh chỉ còn là một linh hồn. Đấy là lý do mà anh chỉ có thể tiếp xúc với một mình Khâu. Lý do chỉ có một suất ăn trên bàn. Lý do vợ luôn luôn phớt lờ anh. Sự thật là đêm hôm đó, phát đạn đã giết chết anh. Chấp niệm muốn giúp người khác đã đưa anh đến với Khâu. Và khi hoàn thành được nó, đã đến lúc anh ra đi. Tóm lại là yêu vợ nhưng chết rồi vẫn lo lắng đi làm việc. Còn với chị vợ, chồng sống không quan tâm, chồng chết thì đi ném đá lúc mình đi bước nữa. Khổ, hết phim.